Em chào các bác cô chú anh chị em yêu lam trên cả nước nhé. Hôm nay thì em có 3 hình lam kiếm dạ hạc ESO bán cho các bác siêu tần nhé. Đây là có 4 kiếm dạ hạc, đây là hình 1 nhé các bác nhé. Một kiếm này. Đấy. Chuẩn bị xuống lá nha các bác nhé. Một kiếm này. Hai kiếm nha. Mới bóc dừng cái này hơi xanh xanh một tí. Đấy, mới bóc dừng về nhé. ESO nhé. Đấy. Hai kiếm nhé. Và kiếm này là kiếm thứ 3. Đấy, kiến này rất là đỏ kìa. Đấy, mới bóc dừng về. Ba kiến. Bốn này hơi nhỏ một tí, nhưng mà nó hơi xanh xanh. Rồi, bốn kiếm là 250k nhé các bác nhé. Bác nào mua được thì liên hệ cho em nhé. Hình số 2 nhé. Một kiếm này. Đấy. Và hai kiếm. Và ba kiếm nhé. Đấy. 250k nữa nha các bác nhé. Đấy, hai hình, hình 1, hình 2 là 250k. Một hình 250k nhé. Hình số 3 nha các bác nha. Một kiếm. Hai kiếm. Và ba kiếm. Kiếm này hơi to một chút nhé. Kiếm này thì dài khoảng 13 14 cm nhé các bác nhé. Cái này chuẩn bị xuống lá nha các bác nhé. Thì hình số 3 là 300k nhé. Rồi. Bác nào mua được hình nào thì liên hệ cho em nhé. Có 3 hình thôi nhé các bác. Rồi em chào các bác cô chú anh chị nhé.